Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có ký gửi mình một miếng đất nằm ở đường công cộng là xanh là 2,5 m nha. Hiện tại em đứng ở đây là ấp 6, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là đường nhựa đi chuyển khoảng 7 phút là tới đường quốc lộ A. Ha, về hướng về trung tâm thành phố Mỹ Tho. Khu đường nhựa này rất là đông nha anh chị. Đường nhựa này là đường nhựa ấp 6. Đây là di chuyển khoảng 300 m đã đụng tới cầu Chợ Bưng. Cho bắt đầu A phải phải là về lên cao tốc về thành phố Mỹ Tho. Xin lỗi, về thành phố Hồ Chí Minh. Còn về trái đó về Bình Đức, về Cai Lậy, về Mỹ Thuận ha. Giờ em chỉ di chuyển từ cái đường nhựa ấp 6 này đó, vô ở Tâm Hiệp á, em di chuyển vô đường đá xanh này. Ha, đường đá xanh này là vô khoảng 100 m là tới miếng đất mình nha anh chị. Đây. Đây có trụ có bảng anh chị, cái đường này còn mở rộng nha anh chị. Em đi bộ trong cái miếng đất để cho anh chị tham quan ha. Gia chủ này ở xa nên nhờ ở đây ký gửi bán giùm cái mảnh đất này ha. Lá ngang mặt tiền đường đá xanh này là 30, sâu vô là 70 là lên tổng diện tích là 201 ha. Vị trí đất đây là ấp 6, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái này nó chưa mở rộng nha anh chị, cái này còn mở rộng là đường đan là 3 m nha. Do cái đường đá xanh này giờ hiện tại thì ô tô thì khoảng có nhỏ nhỏ thôi vô được, còn nếu lớn quá chưa vô được nha anh chị. Đây. Bên em cũng nhận thi công công trình san lấp mặt bằng và nhận ký gửi mua bán nhà đất. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm và muốn bán đất hay nhà thì ký gửi bên em, thì bên em có người xuống phục vụ quý anh chị và lấy thông tin, quay video để gửi cho khách hàng ở Sài Gòn và nhiều tỉnh khác để giao dịch bán cho anh chị ha. Cái đường công cộng này là ngang là 30, sâu vô là 70 nha anh chị. Đất mình rất là đẹp nha anh chị. Từ cái vị trí đất này á, đi chuyển về trung tâm thành phố Sài Gòn á, thì là khoảng là 60 cây số, cũng rất là gần nha anh chị. Đó. Nhà ở rất là đông anh chị thấy không? Đây. Tới đất rồi anh chị. Đây. Ở mặt tiền đường là đá xanh này đó là 30, sâu vô là 70, lên tổng diện tích là 2100 m². Với giá bán là 2,450 tỷ. Giá này còn thương lượng chính chủ nha. Cái mảnh đất mà nằm hướng chính tây nha anh chị. Đây. Giờ gia chủ không có thời gian canh tác nên cây cối thì rất là tùm ha. Đó, không có trồng cây nào trái cây nhiều. Đó, bây giờ bán chỉ có là 2,450 tỷ. Giá này còn thương lượng chính chủ nha. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh vườn này hãy liên hệ xuống thoại tâm hình để bên em dẫn anh chị xem trực tiếp cái mảnh vườn và gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng giá cả hợp lý để mình mua đầu tư hay là làm vườn hay là về đây nghỉ dưỡng rất là thích hợp nha. Đây anh chị thấy không, nhà đây rất là đông ha. Đường là đường công cộng, đường thông nha anh chị. Em tiến sâu vô cái mảnh vườn để cho anh chị nắm rõ hơn cái từng chi tiết trên mảnh đường mình ha. Anh chị thấy không, đất mình rất là cao ráo sạch sẽ ha, không có màu mã gì trên đất nha anh chị. Cái mảnh đất này đó là khoảng 4 công lần nha anh chị, nhưng mà gia chủ kẹt tiền cần bán có là 2,1 công thôi. Đó. Đây, đây là đi thẳng vô là 70 nha anh chị. Người ta cắt cái mặt tiền chỉ có 30, sâu vô 70 thôi anh chị. Đất mình là đất cây lâu năm. Đây. Tại mình vườn thì có dừa nè. Đó, chuối và một số cây mai vàng. Đó, do gia chủ không có chăm sóc nên không có trồng cây gì nhiều. Chỉ có mấy cây tạp thôi anh chị. Đây có cái nhà cấp 4 nè chị, hồi xưa ta ở đây nhưng mà ta di chuyển đi nơi khác ở rồi anh chị. Với mặt tiền đường đá xanh là công cộng là 2,5 m, ngang là 30, sâu vô là 70 nha anh chị.